Chào mừng quý vị đang đến với bản tin bất động sản trên kênh Thiên Minh Holding ngày 9 tháng 3 năm 2022. Những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay: đánh thuế bất động sản cần sớm bổ sung vào luật, giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm đạt 8,61% kế hoạch, công ty bất động sản quảng cáo sai sự thật sẽ gánh lấy chế tài gì, Gia Lai siết hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp bất động sản vẫn miệt mài hút vốn bằng kênh trái phiếu. Tất cả sẽ có trong phần thông tin chi tiết, đi cùng với đó là những tin tức hấp dẫn khác. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương đề xuất, góp ý liên quan tới việc đánh thuế tài sản, thuế bất động sản. Dù chuyên gia ủng hộ các đề xuất mới này, nhưng hiện các giao dịch bất động sản, giá mua bán thực tế cơ quan thuế chưa kiểm soát được, nên giờ có thêm quy định cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề đầu cơ, người giàu mua nhà, đất rồi để hoang, thổi giá. Bộ Tài chính vừa gửi văn bản lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, hiệp hội về đề cương sửa đổi 9 luật thuế gồm Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế tài nguyên, Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế xuất nhập khẩu. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến sẽ đánh giá mặt được, chưa được của từng luật trong quá trình thực thi cũng như tác động với đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, số lượng hàng hóa đánh thuế, số thuế, mức thuế, hoàn thuế để đề xuất sửa đổi. Đặc biệt, với Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành đề xuất nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung vào luật như bổ sung đánh thuế với nhà, nghiên cứu xây dựng Luật thuế tài sản hay bất động sản. Đánh giá tác động của nội dung đề xuất sửa đổi với nền kinh tế xã hội, doanh nghiệp, người dân, ngân sách nhà nước, đánh giá tính cấp thiết của nội dung đề xuất. Tiến sĩ Phan Phương Nam, Phó trưởng khoa Luật thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trước mắt cần sửa luật để bổ sung sắc thuế bất động sản trước, về lâu dài nên nâng lên thành thuế tài sản. Theo ông Nam, hiện ngoài giao dịch nhà đất, còn nhiều tài sản giá trị khác cũng là kênh đầu tư, bị đầu cơ, cần đánh thuế. Với bất động sản, vấn đề nổi cộm bấy lâu là quản lý giá thị trường chưa tốt, dẫn đến các hành vi thổi giá, đầu cơ, nên cần đánh thuế. Việc đánh thuế, về nguyên tắc phải phản ánh đúng cung, cầu thị trường để đánh thuế đúng với phần thu nhập có được. Tuy vậy, hiện nhà nước chưa quản lý tốt dẫn đến tình trạng trốn thuế, kê khai giá tính thuế khác với giá giao dịch thực tế. Với giao dịch bất động sản, trước đó có hai cách tính thuế là trên phần lợi nhuận có được, mức thuế 25% hoặc 2% trên tổng giá trị mua bán. Cũng theo ông Nam, khi có thuế bất động sản sẽ thu được một phần ngân sách, cơ quan thuế cũng nắm bắt được diễn biến thị trường, tình hình giao dịch. Sau này, khi các điều kiện quản lý tốt hơn mới nâng thành luật thuế tài sản, mở rộng phạm vi sang các tài sản khác. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, đề xuất đánh thuế bất động sản của Bộ Tài chính có từ vài năm trước nhưng chưa được Quốc hội đồng ý. Bộ Xây dựng ủng hộ đề xuất này và đang nghiên cứu góp ý đánh thuế nhà thứ hai, thứ ba. Hiện nhà nước đang thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng chỉ tính với đất, chưa tính với nhà và tài sản trên đất. Trên thế giới, theo ông Dũng, đã có một số quốc gia thu thuế bất động sản nhằm thêm nguồn thu và hạn chế đầu cơ, thổi giá, nên mức thuế này thường rất cao, như Hàn Quốc thu cao gấp 3 lần Việt Nam. Liên quan đến việc giải ngân vốn những tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 1 và 2 vừa qua, cả nước giải ngân được trên 44.612 tỷ đồng, đạt 8,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, 5,09%. Trong số đó, vốn trong nước đạt 9,22%, cùng kỳ năm 2021 đạt 5,68%, vốn nước ngoài đạt 0,2%, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 0,38%. Theo Bộ Tài chính, hiện có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 32,65%, Thái Bình là 31,7%, Lai Châu là 27,3%. Bộ Tài chính nhận định, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 2 tháng đầu năm 2022 tuy cao hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn đạt thấp so với tổng kế hoạch vốn được giao. Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân là trong tháng 1, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch vốn năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 và triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Bộ Tài chính đang tiếp tục đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.
đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022 do chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền giao danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 cho các dự án, thực hiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 sau khi các dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Để đẩy mạnh kế hoạch vốn năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án ngay từ đầu năm, kịp thời xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các bộ, ngành, địa phương có báo cáo và đề xuất cụ thể để có cơ sở xem xét, quyết định. Cử tri Bình Phước mới đây kiến nghị đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở, quy định các chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng số lượng căn nhà với tỷ lệ nhất định, tối thiểu 10% đến 30% trên tổng số các lô đất của toàn dự án thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, tránh tình trạng thiếu hụt về nhà ở, thừa đất, dự án bỏ hoang lãng phí. Theo phản ánh của cử tri tỉnh Bình Phước, hiện nay, các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật nhà ở và luật đất đai quy định đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và khu đô thị có nhà ở trong một số trường hợp được thực hiện phân lô, bán nền sau khi đã đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Điều này dẫn đến một số khó khăn trong điều hành, quản lý của địa phương, đó là đất nền phân lô các dự án khu dân cư tương đối nhiều nhưng nhiều trường hợp mua bán đất để đầu cơ chứ không có nhu cầu xây dựng nhà để ở. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị, đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở, quy định các chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng số lượng căn nhà với một tỷ lệ nhất định, tối thiểu từ 10% đến 30% trên tổng số các lô đất của toàn dự án thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, tránh tình trạng thiếu hụt về nhà ở, thừa đất, dự án bỏ hoang lãng phí. Do đó, đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai, luật nhà ở và nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở, quy định các chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng số lượng căn nhà với một tỷ lệ nhất định, tối thiểu từ 10% đến 30% trên tổng số các lô đất của toàn dự án thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền sau khi đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, quy định pháp luật hiện hành cho phép các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và khu nhà ở trong một số trường hợp được áp dụng việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân, hộ gia đình, cá nhân, tự xây dựng nhà ở. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1963 trên QĐTTG ngày 22 tháng 11 năm 2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022. Trong đó, đối với quy định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đơn giản hóa theo hướng phân cấp toàn bộ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt và yêu cầu bổ sung quy định tăng cường việc kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với các địa phương thực hiện. Bộ Xây dựng thông tin thêm, những nội dung này sẽ được cụ thể hóa tại nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, dự kiến trình Chính phủ trong quý 1 năm 2022. Tiếp theo là một thông tin đáng lưu ý về câu chuyện quảng cáo láo, quảng cáo sai sự thật nhan nhãn hàng ngày mà chúng ta thường thấy, trong đó có mảng bất động sản. Hiện nay, một số công ty bất động sản nhằm thu hút khách hàng nên quảng cáo sai sự thật về sản phẩm của mình, như là giao bán đất ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng sự thật bán đất tại Long An, chụp ảnh các lô đất đã được tách thửa nhưng thực tế không phải vậy. Trường hợp các công ty bất động sản quảng cáo gian dối như trên có bị chế tài gì của pháp luật hay không? Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau. Khoản 5 điều 34 nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 60 triệu đến 80 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 51, điểm B khoản 4 điều 52, khoản 1 điều 60, điểm C khoản 1 điều 61 nghị định này. Điểm A và điểm C khoản 8 điều 34 nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định buộc tháo gỡ,
tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 điều này, buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 5 điều này. Khoản 2 và khoản 3 điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền quy định tại chương 1 và chương 3 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm C khoản 4, điểm A khoản 5 và khoản 6 điều 6, các điểm C, D, E và G khoản 4 điều 8, các khoản 1, 2 và 3 điều 9, điều 10, điểm A khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm A, B, C và D khoản 7 điều 14, các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm B khoản 5 điều 21, các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm B khoản 5 điều 23, khoản 1 điều 24, các điều 30, 38, 39 và 40 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp công ty bất động sản quảng cáo sai sự thật về sản phẩm mà mình cung cấp sẽ bị phạt tiền từ 120 triệu đến 160 triệu đồng. Đồng thời, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo và cải chính thông tin. Lưu ý, trường hợp người nào có hành vi quảng cáo gian dối mang tính chất nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 197 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thưa quý vị, năm 2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một kênh dẫn vốn hiệu quả của nền kinh tế. Bên cạnh kênh dẫn vốn truyền thống là tín dụng ngân hàng thương mại và huy động vốn cổ phần từ thị trường chứng khoán. Còn trong 2 tháng đầu năm 2022, nhóm bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành đạt 15.520 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng giá trị phát hành. Với thị trường bất động sản, trái phiếu cũng là kênh huy động vốn được doanh nghiệp ưu ái lựa chọn. Bởi khi đại dịch diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp chật vật xoay sở vốn kinh doanh, thậm chí một số doanh nghiệp đóng băng hoạt động kinh doanh, suy kiệt dòng tiền cũng như ảnh hưởng đến cân đối tài chính. Lúc này, huy động vốn qua trái phiếu sẽ phần nào gỡ khó cho doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2021, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành 214.440 tỷ đồng trái phiếu, tương đương hơn 9 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần so với năm 2020 là 71.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8 đến 13% một năm. Tổng giá trị phát hành của nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm 36% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, có khoảng 29% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Số liệu mới nhất từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, VBMA, cho thấy, chỉ riêng trong tháng 2 năm 2022, xây dựng là nhóm ngành phát hành trái phiếu lớn nhất với giá trị 800 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng giá trị phát hành. Còn từ đầu năm đến nay, nhóm bất động sản hiện dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành đạt 15.520 tỷ đồng, chiếm 56,04%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm với 9.313 tỷ đồng, tương đương 60%. Theo Bộ Xây dựng, việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chuyển sang thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, lượng phát hành với quy mô lớn, lãi suất cao, không có tài sản bảo đảm sẽ tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Song, nhận định về triển vọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung và trái phiếu do các doanh nghiệp bất động sản phát hành nói riêng, các chuyên gia tại VCBS vẫn nhận định tích cực về sự tăng trưởng trong năm 2022. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2022 và trái phiếu bất động sản, trái phiếu các tổ chức tín dụng hay trái phiếu ngành năng lượng vẫn sẽ là nhóm tiếp tục có khả năng phát hành thành công cao trong giai đoạn tiếp theo. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Tiến Đông vừa ký công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý đã đưa vào giao dịch. Trong thời gian qua, thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chuyển biến tích cực, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn triển khai các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà đầu tư chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các nhà đầu tư thứ cấp. Cụ thể, có nhà đầu tư tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định, công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh không phù hợp với quy định, việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm các dự án bất động sản chưa đúng với quy hoạch xây dựng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản,
Vừa qua, trong buổi làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn hội hỗ trợ địa phương trong định hướng quy hoạch tổng thể về mặt kiến trúc. Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trong buổi làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Cụ thể, ông Nguyễn Đăng Quang mong muốn Hội Kiến trúc sư Việt Nam hỗ trợ tỉnh trong định hướng quy hoạch tổng thể về mặt kiến trúc vừa mang bản sắc riêng, vừa phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, khí hậu, nhất là về hình thái kiến trúc đô thị và kiến trúc nông thôn. Đồng thời, đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam nghiên cứu tham gia ý kiến về mặt kiến trúc đối với công trình trụ sở tỉnh ủy và các cơ quan của tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ tỉnh về mặt chuyên môn trong quy hoạch nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đảm bảo hài hòa về mặt kiến trúc, nghệ thuật, biểu tượng, cây xanh và phương án quy hoạch xây dựng bảo tàng thành cổ Quảng Trị. Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đánh giá cao ý tưởng thiết kế trụ sở tỉnh ủy và các cơ quan của tỉnh lấy cảm hứng từ thành cổ Quảng Trị, các giải pháp kiến trúc tương đối phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương, đề xuất gắn di tích lịch sử đền thờ và cầu treo Bến Tắt với quy hoạch nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đối với công trình bảo tàng thành cổ Quảng Trị, lưu ý cần có thiết kế phù hợp, nhất là chiều cao công trình. Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hội tham gia phản biện các chương trình quy hoạch, thiết kế đô thị và nông thôn, công tác hoạch định quản lý phát triển kiến trúc, tham gia thi tuyển, hội thảo, diễn đàn kiến trúc tại địa phương. Ở một diễn biến khác mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án nhà ở và quy hoạch các khu đô thị mới trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Hiện thị xã Phú Thọ có 11 trên 14 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2021 đến 2030, trên địa bàn thị xã Phú Thọ triển khai thực hiện 14 khu đô thị mới và nhà ở đô thị với tổng diện tích hơn 385 ha, tổng mức đầu tư hơn 19.655 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện đã có 2 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, bao gồm khu nhà ở đô thị Phú Hà hơn 2 ha và khu đô thị mới Âu Cơ hơn 22 ha. Riêng dự án khu đô thị mới Thanh Minh, dự án trọng điểm của tỉnh, có quy mô 92,3 ha đã giải phóng mặt bằng được gần 52 ha. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo tỉnh đã lưu ý đảm bảo các quy trình, thủ tục tại các dự án đầu tư. Với các công trình đang thi công, thị xã Phú Thọ cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Bên cạnh đó, quá trình lập quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm tới quỹ đất công cộng, công viên cây xanh, hồ nước sinh thái. Dự kiến giữa tháng 3 năm 2022, khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, V-Ship 3 có quy mô 1.000 ha nằm trên địa bàn thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên sẽ được khởi công xây dựng. Đây là một lực đẩy quan trọng được nhiều nhà đầu tư bất động sản khu vực này chờ đợi bấy lâu. Tuy nhiên, không phải chiếc bánh ngọt nào cũng dễ ăn. Đó cũng là những lưu ý mà các môi giới bất động sản muốn dành lời khuyên cho các nhà đầu tư đang dự tính lướt sóng tại khu vực dự án. Theo quyết định chấp thuận đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án V-Ship 3 sẽ có quy mô 1.000 ha trải rộng trên địa bàn phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng gần 6.500 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện dự án, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhà đầu tư xem xét việc điều chỉnh quy mô triển khai từng giai đoạn cho phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư, kết nối hạ tầng, xây dựng nhà ở, thiết chế cho người lao động của khu công nghiệp. Việc thực hiện giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong trường hợp giai đoạn 1 đã lấp đầy trên 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê và giao Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giao đất, cho thuê đất đối với giai đoạn 2 khi đáp ứng điều kiện đối với giai đoạn 1 của dự án. Như vậy, V-Ship 3 sẽ là dự án khu công nghiệp thứ 3 của V-Ship Group, liên doanh giữa tập đoàn Việt Nam BKMX IDC và một liên minh các công ty Singapore do Sembcorp Development đại diện tại Bình Dương sau V-Ship 1 và 2. Tính trên cả nước, đây là dự án thứ 10 của V-Ship tại Việt Nam. Dù giữa tháng 3, V-Ship 3 mới chính thức khởi công, giá nhà đất tại khu vực xung quanh đã ăn theo dự án này từ khi nó mới chỉ xuất hiện manh nha vài thông tin đầu tiên. Một dự án đất nền đã đầu tư hạ tầng khá bài bản nằm trên hai mặt tiền đường là đường tỉnh 745A và đường tỉnh 746 thuộc thị xã Tân Uyên, giáp ranh với khu V-Ship 3 đang có mức giá khoảng 10 triệu đồng trên mét vuông. Theo tìm hiểu, đây là một trong những dự án đón đầu khu công nghiệp này khi được mở bán từ năm 2020. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh, một môi giới bất động sản đại phương khuyến cáo rằng, những thông tin kiểu khu công nghiệp khởi công hoặc một dự án cơ sở hạ tầng giao thông hay thông tin quy hoạch lên thành phố đều có tác động đến giá bất động sản, song người mua cần cẩn trọng. Bởi những dự án này không phải sẽ xuất hiện ngay trong một sớm, một chiều. Hiện nay, rất nhiều công ty bất động sản, môi giới dựa vào những thông tin này để tô hồng quá mức thị trường nhằm lôi kéo người mua. Thưa quý khán giả,
tình trạng các căn nhà phố thương mại, còn gọi là shop house, ở thành phố Đà Nẵng cho thuê nhiều năm nhưng ế ẩm, nhiều trường hợp bỏ hoang cho cỏ dại mọc, đang được giao bán lỗ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Ngay sau đây Thiên Minh sẽ giúp quý vị tìm hiểu về câu chuyện này. Các ghi nhận cho thấy, tại trục đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà và Đại Nam, quận Hải Châu, có hàng chục căn shop house cửa đóng then cài nhiều năm qua, cỏ dại mọc tùm trước nhà. Một số căn treo bảng cho thuê từ đầu năm 2020 đến nay vẫn không có khách. Tại đường Mê Linh và Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, cũng diễn ra tình trạng hàng loạt shop house đóng cửa, bên trong bụi phủ dày. Các shop house trên có giá 5 tới 12 tỷ đồng, bán ra thị trường từ hơn 4 năm trước. Bà Mỹ Lan, chủ sở hữu một shop house kể, thời điểm 2020, môi giới tư vấn cho bà mua một căn shop house giá hơn 5,5 tỷ đồng ở Liên Chiểu. Môi giới rót mật vào tai là mua xong sẽ có khách thuê ngay, cho thu nhập 25 đến 30 triệu đồng một tháng. Thế nhưng từ đó đến nay, vốn liếng của bà chôn chân ở đó, giờ không biết trách ai. Anh Phú Quý, môi giới chuyên bán nhà phố, biệt thự thị trường Đà Nẵng Quảng Nam cho biết, loại hình shop house kén khách, đa phần người mua có tiền sẵn, mua để dành lâu dài chờ tăng giá, không xem việc cho thuê là quan trọng. Còn các trường hợp khác người dân mua ở và để cho thuê mặt bằng sinh lời, họ dùng đòn bẩy tài chính lớn nên khi không có người thuê quá lâu muốn bán ra để chút gánh nặng. Theo môi giới này, cá nhân anh và đồng nghiệp từ tháng 12 năm 2021 đến nay có nhận bán hơn 14 căn shop house ở quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Hải Châu. Những căn shop house đang bán có giá dao động 4,3 đến 11 tỷ đồng. Báo cáo của DKRA Việt Nam cho biết, đối với nhà phố biệt thự Đà Nẵng, năm 2018 có 209 căn được đưa ra thị trường, tiêu thụ được 175 căn. Năm 2019 có 395 căn đưa ra thị trường, tiêu thụ được 269 căn. Riêng năm 2020, toàn thành phố Đà Nẵng không có sản phẩm nhà phố biệt thự nào được cung cấp ra thị trường. Còn năm 2021, DKRA Việt Nam thống kê có khoảng 2 dự án mở bán, một dự án mới vào một giai đoạn tiếp theo, cung cấp cho thị trường khoảng 110 căn. Lượng tiêu thụ ghi nhận ở mức 92 căn, đạt 84% tổng nguồn cung mở bán mới. Đơn vị này dự báo năm 2022, thị trường nhà phố, biệt thự tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới, ở mức dưới 100 căn, nguồn cung chủ yếu đến từ những giai đoạn tiếp theo của dự án đã mở bán. Căn nhà này có vị trí nằm cách Hội An 3 km về phía Đà Nẵng. Với diện tích 120m², gia chủ mong muốn xây dựng không gian sống hoài niệm với lối kiến trúc đặc trưng của nhà ở Hội An như mái đỏ, tường vàng, nội thất dung dị đơn sơ. Nhưng tổng hòa của khối kiến trúc vẫn đủ sức thu hút sự quan tâm của nhiều người mà còn đủ sức chinh phục những chuyên gia chuyên review nhà đẹp. Ngay sau đây Thiên Minh sẽ giới thiệu đến quý vị những hình ảnh gây mê của căn nhà này. Căn nhà thuộc sở hữu của một người Hội An chính gốc. Bởi vậy, gia chủ mong muốn mang những hoài niệm phố hội vào không gian sống của mình. Việc xây dựng căn nhà sao cho phù hợp với bối cảnh xung quanh là vấn đề đầu tiên các kiến trúc sư đề cập đến. Căn nhà có hướng gió đông nam đã được nhóm kiến trúc sư làm mắt bằng cách tận dụng không gian mở, những khoảng thông tầng và bức tường gạch thông gió để đưa khí tươi tối đa vào trong nhà. Ánh sáng tự nhiên cũng được điều tiết khéo léo nhờ những khe chắn đa dạng trên mái, tạo nên những vệt nắng rải rác trên những mảng tường và sàn nhà, khiến không gian bên trong căn nhà thêm phần tươi mới và sinh động. Chúng ta có thể thấy gia chủ khéo léo sử dụng bức tường gạch thông gió và cánh cổng sắt kiểu xương cá giúp điều tiết khí hậu trong nhà hiệu quả. Bên cạnh đó, khoảng sân hiên lát gạch đỏ với nhiều cây xanh đem lại cảm giác yên bình và gần gũi thiên nhiên. Đây là căn nhà thuộc kiểu nhà ống 2 tầng với chiều ngang khiêm tốn, chiều sâu khá dài, nhưng kết cấu vuông vắn và đường nét không bị khô cứng như những ngôi nhà hiện đại. Đây cũng là lối kiến trúc điển hình của những ngôi nhà kiểu cũ ở Hội An. Cấu trúc mái vòm cầu kỳ và kiểu cách của Hội An xưa được nhóm kiến trúc sư tái hiện qua những bức tường vàng với những đường cong duyên dáng. Khi đêm xuống, ánh đèn dịu nhẹ soi chiếu lên đồ nội thất gỗ mộc mạc khiến không gian toát lên vẻ ấm cúng nhẹ nhàng, một cảm giác thanh bình khó có thể tìm thấy ở những ngôi nhà thời hiện đại. Phòng ăn và sân vườn là khu vực chuyển tiếp giữa phòng khách, bếp, phòng ngủ và tầng trên. Phòng ăn là khu vực chính kết nối tất cả các không gian lại với nhau, cũng là nơi để các thành viên trong gia đình chia sẻ, tâm sự sau những giờ làm việc mệt mỏi. Khu bếp được thiết kế mở để có thể tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên qua ô giếng trời, giúp không gian bên trong nhà luôn được thông thoáng và đón sáng. Vẻ trầm mặc, ấm cúng của căn nhà được bộc lộ rõ nét nhất mỗi khi lên đèn. Căn nhà mang lại cảm giác bình yên để nghỉ ngơi và tận hưởng. Điều đặc biệt ở căn nhà là được thiết kế theo lối kiến trúc không gian mở với mục đích hướng đến những tối ưu trong thẩm mỹ và công năng. Những đường nét trong thiết kế của căn nhà đều là những chất xúc tác tạo nên một không gian hoài cổ, ấm cúng và yên bình. Đôi khi chỉ là bức tường vàng trải dài bao năm tháng, chiếc bàn trà đã cũ hay khoảng sân vườn mộc mạc cũng đủ để những người đi sau hoài niệm nhớ thương.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng trên thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.